Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu các em lý thuyết thể dục lớp 7 phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao. Hoạt động thể dục thể thao ở đây là những hoạt động tập luyện thể dục để tăng cường sức khỏe và những hoạt động tập luyện thể thao và thi đấu thể thao. Thì trong quá trình tập luyện thể dục thể thao sẽ xảy ra một số chấn thương. Qua bài này thầy sẽ giới thiệu các em hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao. Và vấn đề thứ hai đó là nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao. Bây giờ chúng ta đi phần thứ nhất, đó là ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao. Mục đích cơ bản và quan trọng nhất khi chúng ta tham gia tập luyện thể dục thể thao là để nâng cao sức khỏe, để phát triển thể lực của mỗi người. Thế nhưng do không biết hoặc biết nhưng coi thường, không chịu tuân thủ theo các nguyên tắc và phương pháp trong hoạt động thể dục thể thao, nên người tập có thể xảy ra một số chấn thương. Thứ nhất, chấn thương nhẹ nhất đó là xây xát nhẹ, chưa hoặc là có chảy máu ít ngoài da. Thứ hai đó là choáng và ngất. Những cái choáng ngắt thường xảy ra đối với những người tập luyện, chúng ta tập quá sức, hoặc là chúng ta thường xảy ra đối với những em bị đuối nước. Tiếp theo đó, trường hợp bong gân. Bong gân đây là trường hợp nặng hơn, đó là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cấu trúc của gân tại các khớp, gồm các khớp chân, tay. Đây là hình ảnh của việc bong gân tại khớp cổ chân. Khi thể hiện bong gân, thường nó sẽ sưng tấy, rất là đau cho người bị. Tiếp theo là trường hợp trật khớp. Trường hợp trật khớp thường xảy ra đối với những môn đối kháng như là môn bóng đá hoặc là môn võ. Khi va chạm trực tiếp thì lúc này đầu khớp nó sẽ bị trật ra khỏi ổ khớp. Thì lúc này tại khớp đó nó sẽ bị biến dạng và người bị trật khớp rất là đau. Trật khớp thường xảy ra đối với trật khớp tay hoặc là trật khớp chân. Tiếp theo đó là gãy xương. Gãy xương thường xảy ra đối với một số môn như bóng đá hoặc là số môn đua xe. Thì gãy xương có hai trường hợp, đó là gãy xương kính. Gãy xương kính thì cấu trúc tại vị trí gãy, nếu nhìn từ bên ngoài sẽ khó phát hiện, nhưng mà lúc đó thì người bị gãy xương rất là đau nếu bị chạm vào vị trí đó. Và trường hợp thứ hai đó là gãy xương hở. Gãy xương hở là hai đầu xương nó sẽ bị gãy lìa ra và lúc đó xương nó sẽ bị đâm ra ngoài các cơ. Đối với trường hợp này, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn đến đến người bị gãy xương sau này. Và trường hợp tiếp theo đó là chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não thường xảy ra đối với những môn thể thao mạo hiểm, chẳng hạn như là đua xe hoặc là các môn quyền anh, các môn võ hoặc là môn thể dục nhào lộn. Những vận động viên khi bị chấn thương sọ não thường bị máu tụ và nó sẽ bị chèn ép não chúng ta, làm cho người bị dễ bị hôn mê hoặc là rất nguy hiểm đến tính mạng. Và trường hợp tiếp theo đó là
chấn thương cột sống. Trong cột sống của mỗi chúng ta gồm có nhiều đốt sống sẽ chồng lên nhau, và ở giữa đốt sống như vậy chúng ta sẽ có một cái lỗ nhỏ để các tủy sống nó sẽ truyền đi điều khiển các cơ quan trong cơ thể. Và khi chúng ta bị chấn thương cột sống thì người bị rất dễ bị liệt các chi. Nếu chúng ta bị phần ở dưới thắt lưng, nó sẽ bị liệt chi ở dưới chân. Và khi chúng ta bị đốt sống cổ, nó sẽ liệt cả hai tay và chân. Thì đó là một số cái chấn thương rất là nguy hiểm và thường xảy ra trong các hoạt động thể dục thể thao. Và nếu chúng ta để xảy ra chấn thương làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thể lực là đi ngược lại với mục đích của thể dục thể thao. Do đó, chấn thương có thể nói là kẻ thù của thể dục thể thao. Biết được nguyên nhân và cách phòng tránh không để chấn thương xảy ra là một yêu cầu quan trọng trong quá trình tập luyện và thi đấu. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2. Đó là một số nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng tránh. Về nguyên nhân, chúng ta có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là không thực hiện đúng một số nguyên tắc cơ bản trong tập luyện. Thì trong nguyên tắc tập luyện chúng ta có thứ nhất là nguyên tắc vừa sức. Tức là trong tập luyện các em cần chú ý tùy theo lứa tuổi, tùy theo giới tính và tùy theo tình trạng sức khỏe của mỗi người mà chúng ta sẽ chọn bài tập hoặc là môn tập luyện để cho vừa sức. Nguyên tắc thứ hai đó là nguyên tắc hệ thống. Nguyên tắc hệ thống chúng ta, đây là trong quá trình tập luyện chúng ta cần tập luyện một cách hệ thống. Đặc biệt trong một số môn như môn võ, chúng ta thường có hệ thống đai đẳng để phân biệt người tập lâu dài với người mới vào. Và nguyên tắc thứ ba đó là nguyên tắc tăng tiến. Thì trong quá trình tập, các em cần chú ý phải tập luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Nguyên nhân thứ hai đó là không đảm bảo cái nguyên tắc vệ sinh trong tập luyện. Thứ nhất là địa điểm, phương tiện không đảm bảo an toàn. Chẳng hạn trong thi đấu bóng đá hoặc là tập luyện bóng đá, các em cần chú ý đến sân thi đấu. Nếu chúng ta thi đấu tại những cái sân mà có sỏi đá hoặc là mặt phẳng gồ ghề, sân đấu bị gồ ghề thì rất dễ bị xảy ra chấn thương. Hoặc là địa điểm tập luyện trong môn bơi lội mà các em tập luyện hoặc là chơi ở những nơi ao hồ, suối có dòng chảy xiết hoặc là độ sâu thì rất là nguy hiểm, dễ xảy ra tình trạng đuối nước. Tiếp theo đó là trang phục tập luyện không phù hợp. Trong thi đấu, các em cần chú ý đến trang phục tập luyện, đặc biệt là một số trang thiết bị bảo hộ, giày thi đấu. Chẳng hạn ta thi đấu bóng đá mà các em không mang giày thì nó sẽ rất dễ xảy ra chấn thương cho bàn chân của mình. Tiếp theo đó là môi trường, tức là ánh sáng, không khí hoặc là nhiệt độ, tiếng ồn không đảm bảo. Về điều kiện môi trường, nếu không thực hiện tốt sẽ ảnh hưởng đến vận động viên trong lúc thi đấu, và đặc biệt một số môn đối kháng trực tiếp như môn võ hoặc là một số môn thể dục nhào lộn hoặc là thể dục dụng cụ v.v. Điều tiếp theo đó là ăn uống no khi tập. Đặc biệt trong lúc tập chúng ta hạn chế, cấm kỵ không nên ăn uống quá no trong lúc tập, sẽ bị ảnh hưởng đến tiêu hóa hoặc là mất tập trung trong thi đấu. Nguyên nhân thứ ba đó là không tuân thủ theo nội quy, kỷ luật tập luyện và luật thi đấu. Về vấn đề này chúng ta cần chú ý trong các giờ tập thể dục, tất cả giáo viên thường phổ biến cái nội quy
yêu cầu những học sinh các em tuân thủ theo trong lúc học thì chúng ta cần phải chú ý để tuân thủ theo đúng nội quy của lớp học. Và nếu trong thi đấu thể dục thể thao thì đặc biệt vận động viên chúng ta cần phải tuân thủ theo luật thi đấu, không thực hiện trái luật để vi phạm luật thi đấu như là va chạm với vận động viên hoặc là chơi xấu. Bây giờ chúng ta sẽ sang cách phòng tránh. Khi bắt đầu buổi tập hoặc thi đấu, nhất thiết phải tiến hành khởi động cho cơ thể thích nghi dần với trạng thái vận động. Sau khi vận động, cần tập luyện từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp. Đây là chúng ta thực hiện theo nguyên tắc tăng tiến. Trong quá trình tập luyện hoặc thi đấu, nếu sức khỏe chúng ta không tốt, thì các em cần báo cho giáo viên hoặc là huấn luyện viên để chúng ta ngừng tập luyện hoặc thi đấu, hoặc để giáo viên, huấn luyện viên sẽ giảm lượng vận động cho các em. Không tham gia thi đấu khi không có quá trình tập luyện nhất định. Đặc biệt trong tập luyện và thi đấu, đòi hỏi chúng ta phải tập luyện thường xuyên, liên tục và tập luyện một cách có hệ thống. Chúng ta mới tham gia thi đấu để khỏi xảy ra chấn thương. Nếu chúng ta đang tập luyện nửa chừng và các em nghỉ một khoảng thời gian lâu khi chúng ta vào thi đấu, thì các kỹ thuật chúng ta hoặc là các kỹ năng vận động nó sẽ bị hạn chế và rất dễ xảy ra chấn thương nếu chúng ta thi đấu những môn đối kháng trực tiếp. Cần tổ chức vệ sinh sân tập và kiểm tra sửa chữa các phương tiện tập luyện trước khi tiến hành một buổi tập. Khi tập luyện những động tác kỹ thuật khó, nguy hiểm thì cần có giáo viên hoặc là huấn luyện viên hướng dẫn hoặc là hỗ trợ. Đặc biệt một số cái nội dung tập luyện khó như là nhào lộn, hoặc là một số nội dung thể dục dụng cụ, hoặc là một số động tác đá bay trong môn võ, thì học sinh chúng ta cần phải có người hướng dẫn hoặc là hỗ trợ bảo hộ để chúng ta khỏi xảy ra chấn thương. Không tự ý ra ao hồ khi không có người lớn theo. Điều này rất quan trọng. Nếu các em đi một mình, lỡ trượt chân hoặc là rơi vào dòng nước xoáy chảy xiết thì hoặc là ao hồ sâu thì rất là nguy hiểm, rất dễ xảy ra đuối nước cho các em. Cuối cùng là mỗi học sinh cần phải tạo cho mình một nếp sống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Khi các em tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên thì nó sẽ giúp các em phát triển các tố chất vận động nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo. Khi phát triển các tố chất này tốt thì các em sẽ vận động tốt hơn và chấn thương sẽ ít xảy ra hơn cho mình. Bài học đến đây là kết thúc. Thầy xin chào các em.